Hai mến chào, nhưng mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì vào một clip mới nhất, thì bữa trưa hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tập được một vài sản phẩm rất là đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video mình hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn động lực làm thêm những clip tiếp theo thì gửi đến cả nhà mình ha. Hôm nay là có rất nhiều sản phẩm đẹp đây để giới thiệu cùng mình nha. Có Phật Di Lạc cỡi lông quy giác vàng nha, một con đại bàng giác vàng này, rồi quản gia ngồi ghế mây. Rồi có là bàn ủi con gà ha. Và bên cạnh đó cũng có một số tượng Phật sẽ giới thiệu với mình trong video hôm nay. Sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Xem được thì đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Còn mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có về được một con đại bàng giác vàng với cả nhà mình nha. Con này giác vàng giác bạc đó, và đây cả nhà mình xem ha, và giác đồng đỏ. Cùng xem nha, một trong những sản phẩm rất là hay. Tổng trọng lượng là khoảng tượng này là gần, để coi ha, đây là một những tượng rất là đẹp nha. Mẫu tượng này là gần khoảng là 14 kg rồi cả nhà nha. Đây là một tượng rất là to, rất là đẹp, đại bàng giác vàng đó, giác vàng giác bạc giác đồng đỏ. Quay một vòng cho mình xem ha. Và chiều cao của tượng đại bàng như thế này tầm khoảng là 39 cm, rồi bề ngang sải cánh là tầm khoảng là 35. Đó, chất liệu bằng đồng và được giác vàng như thế này. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Và mã số 1 này con này có giá giao lưu với mình đó, giao lưu với mình một con như thế này là 5 triệu đồng ha, 5 triệu đồng cho mã số 1 của ngày hôm nay ha. Mã số 1 đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Mã số 1 có trong video ngày hôm nay, đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 là một sản phẩm Phật Di Lạc cỡi lông quy đó, Di Lạc cỡi lông quy được giác vàng luôn. Đây cả nhà mình xem ha, tượng Phật Di Lạc ông đang cười rất là tươi nha, đang cỡ trên một con lông quy rất là to, cũng được giác vàng luôn nè. Thầy mình cùng xem ha, một trong những sản phẩm cũng rất là đáng để sưu tầm nha. Đây cả nhà mình xem đó, ông cười rất là tươi ha, đang cỡ trên một con lông quy giác vàng, và tổng trọng lượng là 18 kg cho tác phẩm này đó, giác vàng và giác đồng đỏ. Đây mình cùng xem ha, một những tượng cũng rất là hay nha, Phật Di Lạc. Và chiều cao của ông đó, chiều cao của ông là tầm khoảng là 46 cm, và bề ngang lông quy là tầm khoảng là 33, và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 8 triệu đồng ha, 8 triệu đồng cho tượng Phật Di Lạc đó, Di Lạc cỡi lông quy giác vàng. Đây mình cùng xem nha, cả nhà có nhu cầu sưu tầm tượng này thì liên hệ giúp em nha. Đó, cười rất là tươi ha, ông đang cười rất là tươi nè, đang một số chỗ là vàng là được giác vàng lên nha. Tượng này là tới 10-18 kg, mã số 2 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 3 là một tượng Phật Di Đà đó, Phật Di Đà phía sau là có hình ảnh là chư tiên đó này, có hai cô tiên này ha, Phật Di Đà. Đây mình cùng xem ha, tượng Phật Di Đà về tổng trọng lượng là 13 kg cho tượng Phật Di Đà. Và chiều cao tổng thể đó, chiều cao tổng thể là 43-44 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 29 đó, chất liệu bằng đồng. Đây mình cùng xem ha, đây một tượng rất là to, tượng rất là đẹp như cái nhà ha. Đây quay một vòng cho mình xem nha, đây là mặt sau của tượng này, tượng này về trọng lượng là 13 kg đó, và tượng này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 5 triệu đồng nha, 5 triệu đồng. Trên đây ảnh là hai cô tiên hào quang phía sau rất là to đó, mình cùng xem ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm tượng này thì liên hệ giúp em nha. Đây là mã số 3 có trong video hôm nay, mã số 3 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mã số 3, một tượng Phật Di Đà rất là lớn nha, Phật Di Đà mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 hôm nay là còn được một cặp bình đồng tứ linh. Đây một cặp bình tứ linh to nha, long lân quy phụng đó, mặt trước là long lân này đó, mặt trước là long lân ha đó. Một cặp bình này rất là to nha, hội đủ đầy đủ 4 linh vật nha, trước là long lân này ha. Tổng trọng lượng là 9,5 kg cho một cặp như thế này, và chiều cao là đo là khoảng là 38 cm, bề ngang tầm khoảng là 13, mặt trước là long lân, rồi mặt sau là quy phụng đó, một cặp bình tứ linh long lân quy phụng. Và cặp này là mã số 4 ở trong video hôm nay. Và mã số 4 này thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu 200 ngàn cho một cặp bình đồng tứ linh rất là to nha, cặp bình tứ linh ha, long lân quy phụng của ngày hôm nay, cặp bình đồng tứ linh long lân quy phụng
đó, mình có nhu cầu sưu tầm thì báo lại em nha. Đó, đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 hôm nay là em có được trường hợp chi lạc rất là to. Đó, mã số 5. Di lạc như ý. Đây ông Phật Di Lạc ha. Đó ông Phật Di Lạc nha, ổng cũng cười rất là tươi này cả nhà mình xem ha. Di Lạc như ý nha, tổng trọng lượng của Di Lạc như ý là 10 kg, gần 10 kg rưỡi, và chiều bề ngang. Bề ngang của tác phẩm Di Lạc như ý là tầm khoảng là 37 cm, gần 38 cm, và chiều cao tổng thể là khoảng là 14 ha. Tay em đang cầm gậy như ý nè, chất liệu đồng. Ở đây có rất là nhiều vàng nha. Mẫu này rất là hay. Đó cả nhà mình xem ha. Di Lạc như ý của ngày hôm nay. Và tác phẩm của ông thì có giá giao lưu với mình tượng Di Lạc như ý ha. Đây mình xem nha. Di Lạc như ý và tượng này. Tượng này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu cho Phật Di Lạc như ý. Đó mình cùng xem ha. Một trong những tác phẩm cũng rất là hay của ngày hôm nay nha. Đó Phật Di Lạc như ý. Cười rất là tươi nha. Đây là mã số 5. Mã số 5 mà bên đồ có Cần Thơ em giới thiệu mình ha. Số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 là Phật Di Lạc, Di Lạc Ngũ Phúc. Đây Di Lạc ha, Di Lạc Ngũ Phúc. Di Lạc gồm có là 5 đứa trẻ, đây là cầm bao tiền nè. Cây này một bé cầm gậy như ý ha. Bé cầm thổi vàng, bé này cầm cái hoa sen. Đó Di Lạc. Di Lạc, Di Lạc Ngũ Phúc. Tác phẩm này tổng trọng lượng là 7 kg. Và tượng Di Lạc Ngũ Phúc thì cao tầm khoảng là 27 cm. Bề ngang của tượng Di Lạc Ngũ Phúc là tầm khoảng là 28, chất liệu vân đồng. Và Di Lạc Ngũ Phúc của ngày hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm tượng Phật Di Lạc Ngũ Phúc là 3,2 triệu. Đó 3,2 triệu. Bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha, 3,2 triệu ha. Rồi bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Có nhu cầu siêu tầm liên hệ với em ha. Đây là mã số 6 có trong video ngày hôm nay ha. Mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7. Đó, mã số 7 của ngày hôm nay còn được một tượng quản gia. Quản gia ngồi ghế mây. Đó, tay em đang ghế mây hay lúc lắc này. Đó, quản gia ngồi ghế mây, tổng trọng lượng là khoảng tổng trọng lượng của quản gia ngồi ghế mây là tổng khoảng là 8,8 kg, gần 9 kg ha. Chất liệu bằng đồng và bề ngang của tượng quản gia tầm khoảng là 36 cm. Rồi chiều cao của tượng là tầm khoảng là 22. Và tượng quản gia ngồi ghế mây như thế này. Ở bên em có giá giao luôn với mình. Đó là 4,5 triệu ha. 4,5 triệu cho tác phẩm quản gia ngồi ghế mây. Mã số 7 trong ngày hôm nay nha. Quản gia ngồi ghế mây, chất liệu bằng đồng kèm theo cái đế gỗ như thế này. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay là bên em còn được một cái bàn ủi. Năm 1914. Ở đây một cái bàn ủi 1914. Hay mình cùng xem ha. Bàn ủi con gà nó 1914. Tổng trọng lượng là 7 kg, mỗi bên là có 12 lỗ, hai bên là 24 lỗ nè. Đây trong này là có 1914 nha. Cho đây là con trên con gà vẫn đóng luôn ha. Con này tới 7 kg gần đầy đủ các chỉ than luôn. Đây, bàn ủi 1914 nặng 7 kg nha. Mỗi bên là có 12 lỗ, hai bên là 24 lỗ. Rất to. Rồi. Cái bàn ủi này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng cho một cái bàn ủi. 3 triệu đồng cho một cái bàn ủi mã số 8 ở trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 hôm nay là tiếp tục em còn được một cái cháp. Mã số 9 nha. Một cái cháp này chập chẽn ha. Cháp. Đó, một cái cháp đồng nha. Một cái cháp đồng xưa. Đó, rất là hay nha. Cả nhà xem nè. Rất là bang. Đó, cái cháp. Đó, một cặp cháp. Này bằng đồng chuẩn xưa luôn nha cả nhà ha. À, về trọng lượng của cặp cháp này là khoảng 1,2 kg và đường kính ngang tầm khoảng là 25 cm. Và một cặp cháp này như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình hôm nay còn một cặp nữa ha. Đó bằng đồng chuẩn xưa luôn nha. Giờ mình vỗ. Rồi, có giá giao luôn với mình có giá giao luôn mình một cặp cháp như thế này là 900 ngàn. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là một tác phẩm bên đạo Công giáo ha. Mã số 10 là một cái quyển sách gia đình Chúa. Về tổng trọng lượng là 2,2 kg cho tác phẩm này. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 13 cm. Rồi bề ngang là 20. Đây hình ảnh một quyển sách ha. Cả nhà xem nha. Rồi mặt bên đây.
và có giá Zalo cá nhân mình 1.700.000 ha, cho một tác phẩm bằng đồng nguyên khối như thế này nha. 1.700.000 cho mã số 10 của trong video ngày hôm nay, mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là tác phẩm Chúa kể chuyện. Đây cả nhà mình xem ha, một tác phẩm Chúa kể chuyện. Đấy, nguyên mà Chúa kể chuyện ha, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm Chúa kể chuyện này về trọng lượng tầm khoảng là 2 kg. Một trong những tác phẩm cũng rất là hay về bên đạo Công giáo cả nhà ha, Chúa kể chuyện. Đây là mã số 11. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 17 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 13, và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm này 1.700.000. Bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha, Chú kể chuyện. Ở đây là mã số 16, ở đây là mã số 11. Rồi mã số 12. Ở mã số 12 là một tượng Chúa ha. Mã số 12 đây cả nhà mình cùng xem ha. Tổng trọng lượng là 4 kg cho tác phẩm này. Và tượng này chiều cao tổng thể là tầm 30 cm, bề ngang tổng thể là 12, chất liệu bằng đồng. Đó, một tượng này nặng là 4 kg nha cả nhà mình ha. Đây mình cùng xem nha. Một tượng này bên em có giá giao luôn cả nhà 1.700.000 ha. 1.700.000 cho tượng Chúa của ngày hôm nay. Đó, đây là mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Là tượng Mẹ Quan Âm. Tượng Mẹ Quan Âm ha. Mẹ Quan Âm đang đứng trên con rồng. Quan Âm cũ là Quan Âm Hàn Long. Đó, về trọng lượng là tầm khoảng 2 kg và chiều cao của tượng là tầm khoảng là 28 cm. Rồi bề ngang là 9 cm. Chất liệu bằng đồng và tượng Mẹ Quan Âm đứng rồng. Như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình 1.400.000, 1.400.000 cho tượng Mẹ Quan Âm đứng rồng của ngày hôm nay. Đây là mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là Thiên Thần Hộ Mệnh. Đó, đây là mã số 14, Thiên Thần Hộ Mệnh. Rồi tổng trọng lượng của tác phẩm Thiên Thần Hộ Mệnh là khoảng là 5 kg. Đây cả nhà mình xem nha, Thiên Thần Hộ Mệnh. Và chiều cao tổng thể của tác phẩm Thiên Thần Hộ Mệnh là khoảng 28 cm. Rồi bề ngang sải cánh là tầm khoảng là 17 và đế là tầm khoảng là 18. Có giá giao luôn cả nhà mình tác phẩm Thiên Thần Hộ Mệnh của ngày hôm nay. Đó, mình cùng xem ha, Thiên Thần Hộ Mệnh. Rồi có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm Thiên Thần Hộ Mệnh này là 2.800.000 ha, 2.800.000 Thiên Thần Hộ Mệnh. Đó, cả nhà có nhu cầu quan tâm tới tác phẩm này liên hệ với em nha. Là mã số 14 và 15. 15 là một con rắn vạn sự như ý. Đó, 15 là một con rắn vạn sự như ý, chất liệu bằng đồng. Và chiều cao của con rắn này là khoảng là 24 cm. Rồi bề ngang là 20. Đó, chất liệu bằng đồng ha, một con rắn như ý. Rắn vạn sự như ý, tổng trọng lượng khoảng 3 kg 4, và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm gắn như ý như thế này. Đây mình cùng xem ha. Rồi tác phẩm này là có giá giao lưu với mình là một tác phẩm gắn như ý là 1.900.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha, 1.900.000. Đó, cho mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 là một con 16 của ngày hôm nay là một con rồng vạn sự như ý. Con rồng vạn sự như ý, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 20. Rồi chiều cao là khoảng là 22, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con rồng vạn sự như ý như thế này. Rồi bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con rồng vạn sự như ý 1.900.000 luôn ha, 1.900.000. Cho mã số, đây là mã số 16 có trong video hôm nay. Đây là mã số 16. Và cuối cùng là mã số 17. 17 hôm nay là bên em còn một cặp hổ. Một cặp hổ này to đùng luôn nha cả nhà mình ha. Đó, một cặp hổ này rất là đẹp. Bỏ qua cặp hổ này thì rất là tiếc nha. Cặp hổ. Một cặp hổ chất liệu bằng đồng. Cặp hổ này về trọng lượng là tầm khoảng là 8 kg 8, gần 9 kg, lên tan xanh. Cặp hổ như ý, đây mình cùng xem ha. Cặp hổ như ý, chất liệu bằng đồng. Và cặp này chiều dài tổng thể á, tầm khoảng là 44 cm. Đây, quay một vòng cho mình xem ha. Rồi, một cặp hổ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp hổ. Đó, một cặp hổ như ý ha. Cặp này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3.800.000. 3.800.000 cho một cặp hổ rất là to ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem nha, cặp hổ ha. Cặp hổ đồng.
đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành ủng hộ đồ cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc trong xin một like và đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ nữa ha. Xin chào và hẹn gặp lại.